Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World của các bạn đây. Tại sao lần này không phải là vlog mà là Mini World? Thì bởi vì hôm nay mình sẽ làm một cái vlog nhưng mà nó liên quan tới Mini World các bạn ơi. Cho nên mình nói là Mini World luôn nha. Thì tại sao mình lại nói cái vlog hôm nay sẽ liên quan đến Mini World? Thì đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Ten 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 ten. Đây. Mình mới vừa mua được 3 hộp mô hình game Mini World các bạn ơi. Đó, đây là 3 hộp mô hình nè. Đó, bạn thấy nhìn đẹp chưa? Trời ơi trời, hiện tại là cái phòng của mình nó đang hơi hẹp mấy bạn ơi, cho nên là mình không có đủ chỗ để mình khoe cho các bạn coi. nói chung là hiện tại là mình đang có 3 cái hộp quà Mini World đó, đơn giản vậy thôi. Thì hôm nay nè, mình sẽ làm một video gọi là mở những cái hộp quà Mini World này ra để cho mấy bạn fan xem thử xem bên trong cái hộp quà này có gì bên trong nha. Mình cá chắc rằng là sẽ có rất là nhiều bạn sẽ rất là thích những cái hộp quà này luôn á. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở quà nha các bạn. Ok. Thì mình nghĩ rằng á là mình sẽ chia gọi là cái phần mở quà này ra thành 3 tập nha các bạn. Thì tập 1 á thì mình sẽ mở hộp season 1 đó. Ok. Và tập 2 thì mình sẽ mở hộp season 2, và tập 3 thì mình sẽ mở hộp season 3. Đấy, nói chung là 3 cái hộp này đó các bạn thì nó sẽ có 3 mức độ khác nhau. Cái hộp này á thì nó là dạng gọi là những con mô hình nó đẹp bình thường đó, ok. Còn season 2 thì sẽ là quá đẹp đấy, kiểu thể. Còn season 3 thì sẽ là cực kỳ đẹp mấy bạn ơi đó. Cho nên các bạn hãy cùng đón xem coi gọi là trong 3 cái hộp này con mô hình nào là đẹp nhất nha. Ok. Rồi bây giờ thì đầu tiên thì phần 1 mà cái này là tập 1 cho nên là mình sẽ mở gọi là hộp season 1 nha các bạn. Đó ok. Rồi, mấy bạn nào mà muốn mình mở thêm 2 hộp kia nữa thì đừng quên là hãy để cho video này đạt được 10.000 like, mình sẽ mở 2 hộp kia nha. Ok. Rồi ok ok. Thôi nói nhiều quá. Bây giờ mở quà đi ha bạn. Đây, bây giờ mình sẽ mở quà cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên là các bạn thấy là ở ngoài cái hộp của nó là nó có in một cái hình của game Mini World nữa bạn. Đó, bạn thấy không? Hình game Mini World nữa bạn. Đó. Ở đây là có chị Thỏ nè, anh khủng long này, đó chị Hằng Nga và rất là nhiều những nhân vật Mini World luôn. Ok. Thì một cái hộp như thế này thì nó sẽ có 8 con mô hình như thế này các bạn ạ. À. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và nếu như mà mình may mắn thì mình sẽ có được một con đặc biệt các bạn ạ. À. Đó ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha. Hy vọng là mình sẽ được con đặc biệt các bạn ơi. Thì cái hộp này á thì mình mua ở shop Hero. Giá của nó hình như là mấy trăm á, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà mình sẽ để link mua ở bên dưới phần mô tả nha. Mấy bạn có thể kéo xuống dưới phần mô tả và phần bình luận để có thể mua cái hộp này nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó ra nè. À trời ơi các bạn ơi, thiệt luôn á, Phong đúng là không khéo tay tí nào bạn, mở mà rách hết cái hộp rồi. Nhưng mà không sao, mình cần cái mô hình bên trong chứ mình cần gì cái hộp đúng không? Nè. Ui, 8 hộp mô hình các bạn ơi, xịn vãi. Ok, bây giờ mình sẽ chưng nó lên nha. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã chưng lên gọi là 8 hộp này nè đó. Thì đúng là gọi là một hộp nó sẽ có 8 con nhân vật mấy bạn ơi. Nhưng mà nếu các bạn may mắn mấy bạn sẽ trúng được một con nhân vật đặc biệt nha. Để mình xem coi lần này mình có trúng được nhân vật đặc biệt không nha các bạn. Mình đang rất là hồi hộp luôn. Ok, rồi bây giờ mình mở nha. Rồi mình sẽ mở hộp đầu tiên nè. Đây, đây là cái hộp đầu tiên của nó. Đó, một cái hộp nhỏ nhưng mà rất là đẹp luôn. Chúng ta chỉ cần gọi là nhấn ngón tay vào trong đây nè thì nó sẽ tự động mở cái hộp ra. Ok vậy. À đây đây, thấy không? Nhấn mạnh vô nha các bạn, nhấn mạnh vô. Sau đó bạn mở ra. Đó, ok. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem con đầu tiên là cái gì đây. Ô, trong đây thì nó sẽ cho chúng ta gọi là một cái gì đây? À, cái này là một cái tờ giấy hướng dẫn gì đó, mình không biết, nó toàn tiếng Trung Quốc không à, cho nên mình không biết. Ô, cái hộp này là mình trúng được con nhân vật này các bạn ơi. Con nhân vật này tên là gì nhỉ? Mình quên tên nó mất tiêu rồi, bạn nào nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok, bây giờ mình mở thử nè. Ôi, nhìn cái hộp nè. À, thì ra bên trong đây là nó sẽ yêu cầu mình là phải gọi là tự ráp mấy bạn ơi, chứ nó không có ráp sẵn cho mình. Buồn thế. Ok, để mình tự ráp luôn nha. Đây là cái đầu nữa bạn, đây là cái đầu của nó nè. Đó, còn đây là cái chân của nó. Bây giờ chúng ta sẽ ráp nó lại nha. Rồi ok bạn ơi, mình đã lắp xong cái thân của nó nè. Bây giờ chúng ta cần lắp cái đầu vô nữa là xong nha bạn. Cái đầu ở đây đây, cái đầu của nó đây đó. Lắp vô nha. Lắp vô. À.
Rồi, ok, thế là xong được con nhân vật đầu tiên. Thì mấy bạn biết con nhân vật này tên là gì, mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ mình không biết con này tên gì hết trơn các bạn ơi. Tên của nó là gì nha. Ok, thôi nói chung là được con đầu tiên nè. Mình sẽ lắp nó lên trên đây để cho nó thể đứng được nha các bạn. Rồi. Mình sẽ đến với hộp tiếp theo nè. Thì bây giờ mình sẽ lấy hộp này đi. Ok. Rồi ok, hộp đầu tiên. Để xem con gì đây. Wow, mấy bạn ơi, ninja. Mình trúng được một con ninja bạn ơi. Trời ơi. Con này hơi bị xịn sò nha. Không biết có khi nào trúng được con gọi là đặc biệt không ta. Từ nãy giờ mình đang hóng chờ. Mình không biết con đặc biệt trong đây là con gì hết mấy bạn ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lắp con ninja này nha. Mấy bạn ơi, trong đây có một cái điều đặc biệt này khá là hay nha. Đó chính là con ninja này thì nó được lắp sẵn cái thân rồi nè các bạn. Hồi nãy cái con này á thì nó không được lắp cái thân, mình phải tự lắp. Còn con này thì bây giờ người ta lắp sẵn cho mình luôn rồi. Ôi, vậy thì nó nhanh hơn bạn ơi, tiện. Tại mấy con này á, nó nhỏ xíu à. Mình sợ mình lắp mạnh tay quá xong nó bị gãy cái là khỏi luôn. Khỏi lắp được luôn, bạn hư luôn món đồ chơi là buồn chết luôn á. Ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp cái đầu của con ninja vô nè các bạn ơi. Đó, lắp vô nha. Thế là đã xong con ninja rồi. Đó, mấy bạn có thể cử động được tay chân của nó nè. Các bạn giơ cái tay nó lên nè. Cử động được luôn nha các bạn nha. Rất là xịn luôn. Vậy là chúng ta đã được hai con rồi. Ok, từ từ để mình lắp con này vô trong đây luôn đã. Lắp vô cho nó đứng được các bạn ơi. Ok, mình sẽ đưa một con này, cái chân của nó đưa lên nha. Kiểu như là ninja người ta gọi là quýnh yêu quái, người ta sẽ đá đó bạn. Nó đá cái đó. Ok. Xịn sò con bò liền. Ui, xịn phết. Rồi, được hai con rồi nè. Con này xịn mấy bạn ơi. Con này là anh khủng long nè. Wow. Anh khủng long mấy bạn ơi. Xịn nha, xịn nha. Ok ok. Ôi, anh khủng long là hơi bị đẹp luôn á. Con này hơi bị đẹp nha bạn. Mở ra nè. Ui, đây là cái đầu của anh khủng long nữa bạn. Ê, hơi bị xịn sò con bò cười luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp anh khủng long nha. Rồi ok. Ten. Chết, nhầm. Quên. Xoay cái đầu lại. Nhầm. Ok. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã lắp được xong anh khủng long rồi nè. Mấy bạn coi này. Đấy, thấy anh khủng long xịn chưa? Anh khủng long cực kỳ cứng luôn nha các bạn nha. Bằng nhựa cứng á nha, rất là cứng luôn. Trời, rất là xịn luôn. Ok. Vậy chúng ta đã được xong gọi là ba nhân vật rồi các bạn ơi. Một nhân vật nè, hai nhân vật, ba nhân vật rồi nè. Mà từ nãy giờ vẫn chưa thấy được nhân vật đặc biệt. Mình muốn trúng con một con nhân vật đặc biệt quá. Thôi phải cố lên mới được. Ok, hộp tiếp theo. Wow, mấy bạn nhìn cái hộp mô hình đó, mấy bạn biết là trúng con gì chưa? Chúng ta trúng được ma cà rồng mấy bạn ơi. Đây là nhân vật ma cà rồng nha. Nhân vật này nhìn hơi bị gọi là ngầu luôn á. Wow. Các bạn biết không, mỗi lần nhìn cái nhân vật ma cà rồng rồi nè thì mình không nghĩ là ma cà rồng đâu, mà mình nghĩ là giống anh Kaito Kid đó bạn. Mấy bạn biết Kaito Kid trong phim Conan không? Đấy, mình nhìn giống Kaito Kid các bạn à, chứ mình không nghĩ là ma cà rồng. Ok rồi, đây là cái đầu của anh ma cà rồng của chúng ta đấy, mày thấy không, đầu anh ma cà rồng đấy. Còn đây là cái thân của anh ma cà rồng. Anh ma cà rồng mặc một cái áo vest rất là đẹp luôn. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau lắp cho anh ma cà rồng là gọi là trở lại nguyên vẹn bình thường thôi. Mình cứ tưởng là cái hộp này là không cần lắp gì luôn, chứ ai về nó bắt mình phải lắp mấy bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lắp nha. Ok các bạn ơi, thế là mình đã lắp được cho anh ma cà rồng được cái đầu rồi nè. Đấy, ok, nhầm, được cái thân nè. Bây giờ mình sẽ lắp cái đầu của anh vô nha. Đấy, lắp vô. Nhưng mà anh ma cà rồng này thiếu một thứ mấy bạn ơi. Mấy bạn biết thiếu gì không? Thiếu cái áo choàng các bạn ạ. Đấy, anh ma cà rồng ở trong game là phải có cái áo choàng nha. Còn anh ma cà rồng ở đây lại thiếu áo choàng các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mặc dù vậy nhưng mà anh ấy vẫn rất là đẹp trai đó. Vẫn rất là đẹp trai luôn. Ok, rồi. Chết, mình còn quên. Mình phải lắp cho ảnh lên trên cái chỗ này để cho ảnh đứng lên trên đây. Chứ quên mất, mỗi gọi là cái mô hình của chúng ta sẽ đều có một cái tấm như thế này để cho con nhân vật của chúng ta đứng lên trên các bạn ạ. Đấy, đứng lên trên đây nè. Ôi trời. Đó. Chúng ta cùng đến với nhân vật tiếp theo.
phải nhân vật đặc biệt không ta? Phải nhân vật đặc biệt không? Từ từ để mình xem coi. Ồ, không phải nhân vật đặc biệt các bạn ơi. Các bạn nhìn đống này các bạn biết nhân vật gì chưa? Đó, nhân vật này chính là bạn trai của nhân vật này các bạn ạ. Đó, đây là ninja nữ đúng không? Thì hôm lần này chúng ta lại có được một nhân vật nữa cũng là ninja nhưng mà sẽ là ninja nam mấy bạn ơi. Đó, ninja nam nha. Phải nồi thật ok. Rồi, thì để mình mở luôn đi. Thì cũng giống như là mấy cái hộp kia thì anh nhân vật này thì cũng sẽ wow, anh nhân vật này cũng y hệt như là ninja này luôn bạn ơi, là được lắp cái thân sẵn luôn nè. Vậy là mình không cần phải lắp nữa. Trời, quá tiện. Đó, lắp cái thân sẵn luôn rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần lắp cái đầu vậy thôi là được. Ok. Ten. Thế là xong rồi. Đó, bạn thấy không? Đây, chúng ta đã có được một cặp luôn. Một ninja nữ và một ninja nam mấy bạn ơi. Đó. Ê mà khoan, tại sao từ nãy giờ mình không dẹp hết cái đống này qua để mình để mấy con nhân vật lên cho bạn xem nhờ? Ôi, trời ơi, có vậy mà cũng không nghĩ ra nữa, thời luôn. Ơi, từ nãy giờ mấy bạn ngồi nhìn thấy có mỗi khuôn mặt đẹp trai của mình à, chứ chưa thấy được mấy con mô hình. Buồn ghê. Ok, mình sẽ để lên đây nha. Trời, quên mất, xin lỗi các bạn nha. Ok, hai con này là phải để đứng chung với nhau nè. Rồi, ok. Rồi, hey, mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau nha bạn. Có gì lần sau mình quay mình sẽ để mấy nhân vật ở đây cho các bạn thấy. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình review đồ chơi ấy, cho nên là mình hơi có chút sai sót, xin lỗi các bạn. Ok, đấy. Rồi, chết, che mất nhân vật ninja nữ rồi. Để đâu giờ? À đây, để đây đi. Rồi đó, chúng ta đã được một hàng rồi nữa bạn. Xịn chưa? Ok, thì bây giờ ở đây thì mình còn 3 hộp cuối cùng mấy bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ mở nhanh luôn nha. Mở nè. Búp. Rồi, ai đây? Đây là nhân vật gì đây? Nhân vật đặc biệt mấy bạn ơi. Nhân vật đặc biệt, để mình coi nhân vật đặc biệt là ai nha. Nhân vật đặc biệt của chúng ta. Wow, nhân vật này có tên là gì ta? Nhân vật này có cái tên gì mà mình nhớ là nghe giống Lý Tiểu Long lắm mấy bạn ạ. Hình như là cái gì mà cũng tên là cái gì nghe giống y hệt như là Lý Tiểu Long luôn á, nhưng mà mình không nhớ. Mấy bạn nào nhớ nhân vật này tên là gì nhớ bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà nhân vật này là nhân vật đặc biệt các bạn ơi. Đó, nhân vật đặc biệt nằm đây nè. Nhân vật đặc biệt. Trời ơi, sao mình may mắn dữ vậy ta. Trời ơi là trời. Có bạn nào mở hộp mà được nhân vật đặc biệt giống như Phong không? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Mình nghe nói là người ta sản xuất rất là nhiều hộp nhưng mà rất là ít hộp của nhân vật đặc biệt luôn á. Đây, thì anh nhân vật đặc biệt này có một cái điều hơi khác. Đó chính là gì các bạn biết không? Là bình thường á, nhân vật của chúng ta ai cũng sẽ có một cái tóc. Cái tóc dính vô trong cái đầu này luôn đó, hiểu không? Còn anh nhân vật đặc biệt thì khác. Anh nhân vật đặc biệt này á là ảnh đầu chọc các bạn. Ảnh đầu chọc. Và mình sẽ phải tự gắn tóc vô cho ảnh. Nhìn bữa phải ok, gắn tóc vô nè. Đẹp trai liền. Còn nếu mà tháo tóc ra thì sao? Tháo tóc ra là xấu trai liền các bạn ơi. Ok. Rồi. Thì wow, anh nhân vật đặc biệt của chúng ta cũng được tự lắp cái thân sẵn này nè. Đấy, bây giờ mình chỉ cần lắp vô thôi. Lắp vô nè. Trời, khó quá ta. Rồi ok, xong rồi. Rồi. Hey, sướng vãi, tự nhiên cái không mà gọi là vừa mới mở hộp ra cái là trúng được anh nhân vật đặc biệt luôn các bạn ơi. Đấy, ok. Rồi gắn tay vô nè. Đấy mấy bạn ơi, thế là xong được anh nhân vật đặc biệt của chúng ta nè. Anh nhân vật đặc biệt này của chúng ta thì gọi là sao ta, sẽ đẹp hơn gọi là mấy con nhân vật này nha bạn nha. Tại sao? Bởi vì là có cái tóc của anh ấy là tóc 3D nha bạn. Còn mấy con nhân vật này á thì tóc chỉ là tóc 2D thôi, nó không có nổi ra giống như anh này là tóc anh nổi ra ngoài này, thấy không? Còn mấy con này là tóc nó hình vuông luôn đấy, cho nên là anh nhân vật đặc biệt sẽ đẹp nhất. Ok, rồi lắp vô cái đã. Đó, đẹp chưa. Nhưng mà mình thấy là để ý rằng là còn thiếu một thứ bạn ạ. Đó chính là cái cây gậy mà anh ta hay dùng để gọi là quýnh kẻ xấu các bạn. Mình nghĩ là cần phải có thêm một cái cây gậy vô nữa thì sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Đấy, ok. Rồi, anh nhân vật đặc biệt là phải đứng ở đầu. Đó, đứng ở đây cho nó xịn. Ok. Rồi, đó, đứng ở đây nắm chùm luôn bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình còn hai hộp cuối cùng. Mình sẽ mở ra nha. Mở luôn lần hai hộp luôn bạn ơi. Ok, cho nó nhanh. Ai, ok, chúng được nhân vật đặc biệt rồi. Bây giờ mấy cái hộp này là nhân vật gì mình không còn quan trọng nữa. Nhân vật này chính là nhân vật chị Hằng mấy bạn ơi. Wow, chị Hằng Nga nè. Chị Hằng Nga đêm trung thu các bạn ạ. Đó. Nhưng mà hình như là chị Hằng Nga ở trong game này nhìn nó hơi mập mấy bạn ạ.
chị Hằng Nga bình thường của chúng ta là phải eo ót đồ cái kiểu nhìn nó sẽ phải gọi là ba vòng chuẩn, còn chị Hằng Nga trong game của chúng ta thì nhìn hơi bị béo phì thì phải. Giờ giảm cân nha chị, không được đâu nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nè. Đấy thì vẫn như mấy cái hộp kia thôi, thì chúng ta sẽ có được cái đầu của chị Hằng Nga. Đấy, cái đầu của chị Hằng Nga thì chị Hằng Nga gọi là, mặc dù gọi là cơ thể hơi bị béo một tí, nhưng mà cái đầu nhìn khuôn mặt của chị thì rất là đẹp, rất là xinh gái. Ok, còn cái hộp bên đây thì chúng ta trúng gì đây? Chúng ta trúng được chị thỏ mấy bạn ơi, chị thỏ trong mini world nha. Nhưng mà chị thỏ lại không có cái tai thỏ là sao ta? Trời ơi trời, ai cắt mất cái tai của chị đem đi làm mồi nhậu hay sao? Bây giờ mất tiêu cái lỗ tai rồi. Chị thỏ là phải hai, có hai cái lỗ tai ở đây chứ. Trời ơi trời, rồi xong rồi, mất tiêu gọi là cái lỗ tai của chị thỏ rồi. Ok, đây, chị thỏ chúng ta đây, rất là cute luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp hai nhân vật này luôn nha. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã lắp xong gọi là chị thỏ với lại chị Hằng Nga nè. Đó, hai chị nào cũng xinh như nhau hết. Các bạn thấy chị thỏ, chị thỏ và chị Hằng Nga, chị nào đẹp hơn thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok. Rồi thì có một cái điều gọi là mình thấy khá là khó hiểu ở trong cái hộp này, các bạn biết là gì không? Đó chính là các bạn coi nè, đây, cái nhân vật ninja này của mình nè, các bạn để ý là thiếu gì không? Đây này, mình sẽ cho các bạn coi nè. Tại sao hồi nãy mình phải giơ cái chân nó lên? Là bởi vì á, nó bị thiếu mất một cái chỗ gọi là để gắn chân mấy bạn ạ. Đây, nó bị thiếu mất một cái chỗ để gắn chân nè. Thì mình tưởng là do là bị lỗi, bị thiếu mất. Ai về đâu, nó xuất hiện ở đây. Nhưng mà các bạn biết xuất hiện ở đâu không? Xuất hiện ở trong cái hộp của bà thỏ. Trời trời, có khi nào là khi người ta sản xuất xong người ta lại để quên gọi là cái đế chân của cái bà ninja vô trong cái hộp của bà thỏ không ta? Kỳ trời. Ok, thôi không sao, kiếm lại được rồi, được rồi. Đó, nói chung là đỡ hơn bị thiếu bạn ạ. Ok, mình sẽ lắp vô cho đầy đủ luôn nha. Đấy, ok. Hèn gì mất tiêu, nãy hóa ra là chị thỏ lấy. Ok, rồi, thế là xong. Chúng ta đã có được đầy đủ tất cả nhân vật rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem tất cả những con nhân vật này của mình nha. Thì coi như là tập này á, là mình đã rất là may mắn các bạn ạ. Đó chính là mình mở một cái hộp 8 con nhân vật thì mình đã gọi là trúng được 7 con thường, và đặc biệt là được một con đặc biệt các bạn ơi. Đó, thấy không? Đó, nếu như mà các bạn xui xẻo á, thì bạn sẽ mở nguyên cái hộp á, mà chỉ được có 8 con bình thường thôi. Nhưng mà lần này á, mặc dù là mình được gọi là chỉ có 7 con bình thường thôi, nhưng mà mình bù lại mình có được một con đặc biệt các bạn ạ. Đấy, đó chính là anh Lý Tiểu Long của chúng ta nha. Phải tên Lý Tiểu Long ta, mình không nhớ tên của nó là gì luôn á trời. Thời luôn á, review đồ chơi mà không nhớ tên của con người ta là gì, trời ơi trời. Nhưng mà không sao, các bạn thấy những con nhân vật ở trên đây, con nào là đẹp nhất thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Và các bạn thấy thích con nào nhất thì cũng đừng quên là bình luận lại luôn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy gọi bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mấy bạn có chờ đón cái hộp thứ hai được mở không? Nếu mà chờ đón thì đừng quên là nhấn vào nút like video này nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.